Dạ, chào các chú các bác đã đến với kênh của em ha. Hôm nay thứ bảy anh em, ngày 9 tây tháng 5 ha. Em cũng có ít hàng pin, cũng là hàng tầm trung thôi, cỏ cao á. Muốn giới thiệu đến anh em, ai thấy được thì alo em 0916685856, gặp em Bình ở Lai Dung, Đồng Tháp nha. Thì trước khi vào clip giới thiệu những con máy thì em sẽ có ít đồ linh tinh muốn gửi đến anh em, cũng như là chung với cái xài chung với mấy cái em con bắt vít này. Thì đây là một cái đầu bãi nha anh em. Cái đầu này có 500 nha. Để nối dài á. Cái đầu này thì của hoặc của vẹt xeo gì nè. Đó. Nè, hãng vẹt xeo. Này là mua của vẹt xeo này đó, thấy không? Thì nó sẽ vừa với cái mũi 6 ly 3, 6 ly 4 gì của mình đó nha, mũi thông dụng. Khi mình nói vô, mình nhắn vô vậy nè là nó sẽ hít, nó có 500 trong đây nó hít, rồi khi mình bắt vít đó, nó rất là hít. Nó giống vậy, để em cho anh em xem ha. Em nói ví dụ như cái mũi bắt vít này mình gắn vô ha, rồi mình kết nối thêm cái mũi này nữa là nó sẽ hít đó, hít nè, thấy không anh em, thấy không, nó hít nè. Rồi mình xài nối vô cho nó hít, khi mình bắt vít nó không có bị trượt đó, rất là ok luôn ha. Cái này mũi bãi nha, em cứ chỉ được có tầm nhiêu đây thôi, chục mũi gì đấy, 2 4 6 8 10 mũi, đúng 10 mũi luôn. Thì cái mũi này em bán mỗi một mũi với giá là 35k nha. Bán 35k cho anh em ha. Mũi là 35 ngàn. Rồi. Em có được chục mũi thôi. Để có 500 để hết. Cái này cũng mua hỗ trợ cho anh em thôi. Tiếp theo là mấy chú các bác có nhu cầu xài mũi khoan. Thì đa số hỏi em mũi khoan chua lục giác, thì em cũng đã tìm mới khoan mũi khoan chua lục giác đây. Cái này là mũi mới nha anh em, mũi Trung Quốc thôi, nhà sản xuất là Trung Quốc China, nhưng mà rất là thông dụng, rất là thông dụng với cái máy bắt chích này, thì mình khỏi cần phải xài cái đầu chuyển anh em. Thì em có cái mũi này, mũi này là khoan gỗ nha anh em, mũi này 4 ly. Mỗi 4 ly ha, mỗi khoan gỗ 4 ly. Thì cái máy bắt vít của mình á, đưa vô là mình xài luôn, xài thẳng luôn, khỏi cần điều chuyển, tại vì nó đã có cái đuôi lục giác sẵn rồi ha. Ví dụ cái máy bắt vít của mình nằm đây thì mình gắn vào đó, mình gắn vào là ok đó, gắn vào là ok ha. Đó, bây giờ là ok, vậy là mình khoan luôn phân gỗ nha anh em. Mũi này mũi phân gỗ, riêng cái mũi 4 ly này là mũi phân gỗ, tại vì anh em nhu cầu anh em cần là mũi phân gỗ đó. Thì tiếp theo là lấy cái mũi này, mũi 6 ly ha, là mũi đa năng đây. Thì cái mũi này là cái mũi đa năng nha anh em, mũi đa năng khoan gỗ nè, khoan tường nè, khoan gạch men này, khoan kiến này, nhôm sắt đồ ok, chỉ là nó luôn. Thì cái mũi nó là hình giống như chiếc khế vậy anh em, đó dấu cộng dắt dắt xéo xéo giống như chiếc khế vậy đó. Thì nó mắc là mắc cái ở cái đầu hợp kim này, còn cái phần thân này nó trả là bao nhiêu tiền hết đó, chu lục giác sẵn luôn anh em, về khoan đa năng luôn, khỏi cần thay mũi, khoan tường chơi luôn, khoan gỗ chơi luôn, bình thường hết đó. Thì cái clip nó test em đã thấy rồi, xài cũng ok lắm. Thì em bán mũi 6 ly này giá là 35 ngàn một mũi anh em. Còn cái mũi 4 ly phân gỗ này á, nó cũng là 35 ngàn luôn. Nhưng mà cái loại này là khác hãng, tại vì em mượn cái hộp đưa vô thôi, em bán hết hộp rồi. Mũi này cũng giá 35 ha. Còn cái mũi 6 ly thì đa năng này nó cũng là 35, nhưng mà cái hãng khác. Còn cái mũi số 8 này là giá 40 ngàn ha, 8 ly, thì nó cũng y chang gì, cũng là đa năng luôn đó.
anh em xài ok thì em mua nữa, em đặt hàng nữa về cho anh em xài ha. Đó, mũi 6 ly. 6 ly. Này 8 ly ha, quên, 8 ly. Đó, mới nha anh em, mũi này mũi của Trung Quốc mới. Thì nói chung tiền nào của đấy. Một mũi 8 ly như thế này, nếu mà Nhật mới luôn nên tầm 85.000 mũi, mà nó chỉ được khoan được tường thôi. Khoan tường thôi chứ không được khoan gỗ. Cái này nó đa năng, nó khoan đa hệ luôn. Rồi 40.000 8 ly và 45.000 mũi 10 ly. Đó. Mũi 10 ly này có anh đặt 2 mũi rồi, chỉ còn 3 mũi thôi. Thì nói chung em lấy thử cho anh em, ví dụ được thì em lấy về nhiều nữa, rất là nhiều nha anh em. Cái này đặt bao nhiêu cũng có hết. Thì anh em cứ đặt mà hàng thoải mái. Cái tiếp theo là em sẽ test cho anh em một cái loại pin, mà loại là pin của thiết bị tháo ra, nhưng mà tên của nó là Samsung 25G. Thì em sẽ test cái dung lượng của em, test cái nội trở cho anh em xem ha, cũng như là giá thành ok, mà hai nữa là pin được là pin nội trở thấp giống như mới luôn, mới chưa xài. Thì cái này ông Nhật ổng kêu Việt Nam mình ra gia công, công ty Việt Nam mình gia công, mà gia công nó sẽ làm xong thì nó sẽ test pin, nó test lại. Mà nếu nó test trong cái lô pin 1-2 viên lỗ là nó sẽ hủy nguyên cái nguyên lô luôn. Cho nên là anh em sẽ yên tâm vấn đề là pin này nó chưa có xài. Tại vì nó test lỗ là nó bỏ ngay, không cần bỏ nguyên lô luôn, chứ không phải là bỏ một viên pin đâu. Thì cái này là hiện em đang có là hai loại pin, một loại pin của thằng Lysen ha, Lysen Trung Quốc này, pin mới chưa xài nha. Đó, đây là pin mới, em sẽ test nội trở cho anh em xem. Đây là cái máy đo nội trở ha, em test đo nội trở cho anh em xem. Đây, nội trở của nó là 13 ha. Nội trở trên đây nè anh em thấy không, 13, số 13 là hiển thị ohm nè, ở dưới là volt 3,6 volt ha. Pin này là pin mới chưa xài, đây là của ông Trung Quốc đây, 13,3 mấy ha. Thì nội trở của nó, để em đo, em bóc bất kỳ ở trong một cái cell pin Samsung này. Cell pin này là cell pin thiết bị tháo ra nha anh em. Đây là pin Samsung đó, Samsung 25G ha, bao phê luôn. Dung lượng của nó là 2.500 mAh, dòng xả của nó là 20A, và nó là một khuyết điểm là nó là pin tháo thiết bị, nó có đóng dấu đây ha. Vậy anh em mình mài là đóng vô, nó là pin mới chưa xài nha anh em. Thì ông Nhật ông kiểm tra bị lỗi mạch cho nên là buộc phải hủy luôn nguyên cái lô pin. Thì nó mới có pin này cho mình xài nha anh em. Nếu mà pin này mua mới, nếu pin hãng luôn á, là nó tầm khoảng 100.000 gì đó. Còn nếu mà Samsung Trung Quốc làm thì nó khoảng tầm khoảng 70-80.000 gì đó, tùy theo chỗ bán. Còn cái pin này nó là mới chưa xài luôn. Thì để em chứng minh được cái điều đó thì em sẽ đo cái nội trở cho anh em xem. Thằng Lysen này là nó đã là 13 mấy rồi đúng không? Nội trở nó là 13 mấy. Thì em đo thằng này để coi nó là bao nhiêu. Đây, nó chỉ có 12 anh em, nó chỉ có 12,7 thôi. Thấp hơn luôn, thấp hơn Lysen luôn, thấp hơn Lysen mới chưa xài luôn. Đây là pin tháo thiết bị chưa xài nha anh em, chỉ là lỗi mạch là mình tháo cái mạch vứt ra. Rồi bây giờ em sẽ lấy bất kỳ trong pin đây, pin này đi. Đó, anh em xem em test ha. Nãy là nó chưa được 13, 12 mấy thôi. Thì pin Samsung này, pin mới anh em cũng vậy luôn, anh em cũng vẫn đo là nó sẽ tầm 13 trở lại là ok. Đó, 13 ha. Em sẽ lấy một viên khác bất kỳ nữa. Đây là em được chỉ có 100 mấy thôi nghe anh em, em chỉ được có 100 mấy chục xeo thôi, chứ không nhiều lắm. Thì anh em nào có nhu cầu thì alo, thì em sẽ đặt về nữa. Đó, đây viên tiếp theo, nó tầm khoảng 13 này thấy không, rất là ok luôn. Nó như pin mới chưa xài mà, thì em chứng minh được cái điều đó, cho nên anh em mình cứ tự tin mua. Đây là pin nó, là anh em thấy không,
có nghĩa là nó đóng xong rồi ông Nhật ông kiểm lại, ông kiểm lại ông thấy lỗi mạch là ông hủy luôn nguyên lô, thì về mình tháo mạch ra vứt đi, thì mình lấy pin lại, lại pin này là nó đã mới chưa xài ở trong hãng á, cho nên là rất là ok như mới luôn, chỉ có mỗi cái tội là đóng và mình tháo ra thôi đó. Thì giá của viên pin này giá là 55k, anh em nào thích thì em chia lại thôi, mua để hỗ trợ cho anh em mình xài. Thì cái này Samsung 25G ha, thì em có giới thiệu cho anh em biết rồi đó, tự tin xài ha, ok lắm. Em cũng đã đóng một test rồi, một khối cho thằng Nati xài rất là ok luôn, xài trâu bò luôn. Thì này đóng cho thằng Makita này nó là ok luôn. Thì pin này á, thì pin lithium mới này á thì 35.000 viên, còn pin này thì nó là 55.000 một viên Samsung ha, nên em mình tiền nào của đấy đó. Nếu anh em mua mới luôn không có dấu á, thì anh em mua tầm khoảng 70-80.000 nếu mà pin Trung Quốc nó làm, còn nếu mà pin chính hãng luôn thì nó tầm cả 100.000, thì tùy theo anh em mình lựa chọn ha. Thì em theo em thì thấy Samsung này là rất là ok, em lấy về 200 cell mà em đóng hết mớ rồi cũng tầm khoảng 170-180 gì thôi đó. Rồi thì xong cái vấn đề pin, xong vấn đề mũi khoan, thì cái này là rất là thông dụng cho anh em, mũi khoan mình xài ok đó. Còn thêm một cái đầu này nữa là 35k một đầu đó, em chỉ có 10 đầu thôi, không có nhiều đâu, hỗ trợ cho máy bắn dít. Cái mũi này anh em, cái mũi này để em nói thêm, cái mũi này là cái mũi bãi, thì mấy cái mũi này nó bán mới là hai mũi như thế này là nó bán 129.000 một cặp, rất là mắc. Trong khi đó anh em mua mũi chợ chỉ có 8-10.000 gì đó, tùy theo chỗ bán, có chỗ bán 6.000-7.000, dao động từ 6-10.000 trở lại, 6-8.000 gì đó. Thì nhiều khi anh em hỏi những cái mũi này em đâu có đâu, cho nên là nhiều khi có em cũng tặng hết à. Hiện tại giờ là mấy mũi này là em bây giờ là chỉ còn mũi duy nhất, không có nhiều đó. Thì nhiều khi em nói anh em nói là cái mũi đâu có nhiêu tiền đâu mà không tặng, cho nên là có em tặng hết, nhưng mà nhiều khi em hết thì không có để cho thì thôi, chứ giờ em đâu biết sao. Thì vấn đề này mũi bãi thì nó nào nghe nó cũng không nhiêu tiền thiệt, nhưng mà nếu mà tính giá trị của nó, nếu mà mũi mới thì rất là mắc, bởi vì người ta phái xài mũi Nhật là lý do đó, tính ra mũi nó tầm 50.000 trên 50-mấy ngàn mũi đó. Còn mũi chở mấy ngàn à đó, cho nên người ta phái. Rồi qua vấn đề này thì em sẽ trở lại mấy con máy pin ha. Đây đầu tiên thì con số 1, thì những trong đây có sẽ có mới có cũ có anh em, thì những con máy nào ở clip trước còn lại thì em sẽ giảm giá cho anh em, còn con mới thì giá mới, thì giá nói chung là cũng vừa xài thôi chứ không gọi là đắt quá. Những con máy này nói chung là máy cỏ thôi. Thì con này là con Natiunan 12V chạy hai dòng, một dòng điện 100V với lại một dòng 12V pin, mã của nó là EZ7000 ha. Đây 2-1 power hybrid nè đó, hai chức năng nhanh chậm ở trên đây đó. Tiếc là em không có cái đốc điện 110V á, đốc trăm cái đốc xài điện của nó thì em không có, em bán hết rồi, đầu của nó cứng ngắc luôn anh em ha. Đầu này là đầu kẹp auto lock 13 ly á, khoan rất là khủng luôn, phi lốc đó nè. Rồi bên đây ha, cao su thì nó có bông tí nhưng mà cu tơ trong còn sáng lắm anh em nè, con máy này chưa bung nè, còn y nguyên thủy luôn đó, gió pin cao ha. Đây nó có chạy ba cái cao su mềm chút xíu. Rồi test máy nha anh em, phải có cái đốc sạc, có đốc xài điện thì em đút vô em thử cho anh em luôn. Đây là cái chỗ xài điện của nó nè, đây là xài pin, đây là xài điện ha, đút vô. Pin này của em đóng mới rồi nha, ông nào đòi pin này là thua luôn à. Rồi tiêu tốc ha,
tăng dần, đảo chiều qua chức năng chậm, đảo chiều. Rồi con này thân máy vỏ pin cao luôn, đây vỏ pin cao như thế này. Thì lúc em giao hàng cho anh em thì pin này nó chết hết rồi anh em, lấy cái vỏ pin thì em tháo cái ruột ra nha, cho nó nhẹ nha, chứ giờ mình không có xài được mà gửi tới nên anh em cũng không có xài được thì nó nặng tiền ship mình, nên là mình chỉ lấy cái vỏ thôi, linh kiện của nó thôi, rồi giục cái ruột ra, ruột nó chỉ giấy nó ẩm ướt hết rồi anh em, hư hết rồi đó. Rồi số 1 giá 600 nha anh em. Cái số 2 thì con này là TD130/131 kìa nè, 14V nha nè. Đó. Đây mất cái đầu cao su dạ quang ở đây rồi. Đây con này nó cũng hình thức bên ngoài vậy nha anh em. Nó cũng chốc mấy cái cao su mềm chút xíu nhưng mà cũng còn ngon lắm. Rồi, tiếp theo thì em sẽ test luôn cục pin này. Test luôn cái con máy này. Cao su hai bên ha. Đây cao su nó nè. Về dán keo lại, anh em không thích thì lột ra bình thường, em riêng em bán thì em để nguyên thủy cho anh em ha. Nè dơ lắm, điều tốc, đảo chiều, đầu cứng nha anh em. Rồi con này em bán thân máy nha, thân máy giá 600. Thì qua clip trước em còn lại đây thì 650 em sẽ hạ xuống còn 600. Nói chung là bán cái này là hầu như không có lời lớn gì phần này anh em. Đây, 600 ha. Bán giờ máy pin bán giờ là bán nhanh thì còn lợi, chục bán chậm thì lỗ luôn. Anh em mình cũng thông cảm vấn đề mua bán thì nhiều khi tùy theo cái nguồn hàng, với lại anh em gần xa nữa. Ví dụ em đi tới bãi thì nó tầm khoảng 200 cây số, còn anh em đi vài chục cây thôi thì có thể người ta chi phí ít, người ta sẽ bán rẻ được. Còn em thì em bán giá này hầu như là không có lời gì nhiêu, chứ hầu như là quỳ vốn anh em. Nếu mà ông nào mà ông chuyển khoản rồi em bao ship cái là xong luôn, là em không có lời gì nhiêu, chứ là quỳ vốn luôn á. Nói chung mình bán thì cũng lấy tiền ra anh em, chứ giờ kẹt tiền trong đây quá thì em cũng phải bung ra em lấy vốn lại, hoàn vốn lại em lấy hàng mới nữa, chứ giờ để hoài sao được, mình mua bán mà. Rồi test này ha, con này là con Natiunan nè, đời này đời nồi đồng có đá đó, chưa vệ sinh nha đó, 12V EZ6600 ha, có cái báo gì đây nè, báo lực báo gì không biết đó, EZ6600 hai bên hình thức như vậy ha. Đó thì vỏ pin là cũng vỏ pin cao luôn, nó không ăn chân tiếp xúc, điều tốc ha. Đó. Cái chân này anh em nhóm nhóm lẫy, đẩy cái lẫy bên đây nè, cái lẫy trong đây nè, mình kéo ra chút xíu, nhiều khi nó bị oxy quá nó cũng không chạy cũng chừng, cái mình chà nhám vệ sinh nó cái nó chạy à. Đó. Kéo cái lẫy này ra chút nó ăn vô, là đây em test cho anh em thấy thôi ha. Thì vệ sinh vệ xiết đó anh em về giúp em cái phần đó ha. Đảo chiều, chiều tốc. Rồi. Đầu này hơi dí xét chút xíu nha anh em. Đầu coi con này là cứng ngắc rồi. Mấy con nồi đồng có đá này nó ít có gơ lắm. Nó hiếm khi trường hợp gơ lắm, lý do là nó quá trâu đi. Đó. Đầu này là anh em biết rồi nè, cái đời xưa nó trâu lắm, đời cổ á, mà nó bền như theo năm tháng. Con này cái motor nó còn sáng tròn luôn nè anh em, thấy không đó, bảy màu luôn nè, thấy không. Thì nói chung tụi em đi lái thì em dòm mấy cái này nè, chi tiết này để mình đánh giá con máy mình sống chết. Ví dụ như máy nó đẹp như thế, con motor nó đẹp như thế này là mà nó đời cổ như vậy là ít khi nào chết lắm. Rồi tiếp theo con số 4 nha anh em. Số 3 xong rồi tới số 4 này, 450 luôn. Thì con này cũng là nồi đồng có đá luôn. Cái đời nó là anh em biết rồi, 6603. Đây
ha, tem tiếp gì ha, vỏ pin cao luôn đó, em cũng không có bung ra làm gì đâu, còn y nguyên luôn. Rồi test máy cho anh em. Rồi tan quá trời tan anh em, không ăn, để em kẹp đây ha, tan nhiều quá. Tan nhiều quá, để em làm cái này cho nó hết tan, cho nó chạy luôn. Tan này anh em thấy không, thấy tan không, để em kẹp các bạn cái này cho nó ăn điện. Điều tóc đảo chiều test lực búa cho nó luôn, quá phê ha, không ăn điện. Tan quá trời dơ. Con này nó không ăn điện anh em ơi, quá trời dơ luôn rồi. Mới quốc được phát cái nó tắt điện nữa. Có ruột đâu không đấy. Rồi con này là chạy ngon lành nha anh em. Nó hình như mắc thắng. Thôi con này em bán cho anh em là nó đang dơ quá, để nữa em vệ sinh lên cho. Đó. Thì con này em bán với giá là 420.000 thôi. Về cho anh em, về cho anh em vệ sinh cái cò nó là nó có thắng lại nha. Còn nếu không em làm có thắng lại là anh em phải tính giá 450 nha. 430. Còn là em không có làm nha. Về mình buông cái cò ra, cái cò này cũng dễ làm lắm chứ không có khó. Có cò của thằng Hitachi nó hơi chua, với Hamakita nó hơi chua. Rồi con này số 4 giá 430.000. Dơ chút xíu anh em, tại vì mình chưa đụng tới nó thì để nó. Rồi số 5 là một con Nati Onan, mã của nó là EZ6780. Thì con này nó xoay được 360 độ, kéo ra xoay ha, kéo ra xoay đó. Xoay hướng nào cũng được. Thì hôm trước em còn lại đây là lý do là anh em ngại cái cục pin này, đóng cục pin zin của nó đóng đóng 6 xeo, đóng không được. Đó, zin zin nó như vậy. Đó, bây giờ em sẽ có một giải pháp khác là em sẽ đổi thành cái vỏ pin này có báo pin nè. Về anh em mình gắn 6 xeo ok nha. Đó, nó có cái phần dư phía sau nè, đúng zin luôn. Thì cái lẫy ở trong nó còn nằm ở trong á, đó, nguyên zin á. Bây giờ mình đóng cái này vô. Đó. Thì mình để 6 xeo ra phía này là đúng zin luôn ha, nút báo pin. Rồi em test con máy này, con máy này hôm trước em test rồi nhưng mà để cho chú các bác mình xem sao á, thấy được à, con máy nó còn ngon, còn chạy được. Pin này nó hết hay gì mà thử hoài nó không chạy nè anh em. Anh em đợi chút lấy cái pin khác nha. Tiếp theo anh em, tại vì nó bị sức cụm dây trong cái cục pin á. Đây là điều tốc,
đảo chiều. Điều tốc thắng thiết đầy đủ ha. Thì con này mã của nó là đây, DC916 anh em, 6780. Thì con này chưa vệ sinh, chưa đụng chạm gì hết. À, em cứ để nguyên cho anh em. Xay thì ok ha, xay bao nhiêu dòng cũng được luôn. Đây, test. Bao phê ha. Thì cái này nó có bao nhiêu cấp chỉnh lực đây. Nó có 21 cấp chuột và 1 cấp khoan ha. Đó. Khoan gốc. Cái này em chưa nhét vô nha. Tại vì nhắc đỡ lên cho nó xay. Xay nó trượt thôi. Đó. Gài vô. Đó, cứ ngắt ha. Rồi. Tiếp theo. Rồi, con này giá 580.000 ha. Tiếp theo một con boss. Boss giá 500 thân máy gió pin nha anh em. Nãy giờ em báo đây là có gió pin thì nói có, còn không thì em nói không nha. Đây, test luôn con này. Chiều tốc. Chạy em ru ha, đảo chiều. Motor còn sáng tròn luôn. Đảo chiều đây ha, nút đảo chiều đây. Đèn cháy đèn. Ngược lại đang cháy đèn trên. Thấy không? Có đèn dưới luôn ha. Thì cái đèn này là rất là hiếm nè anh em. Mấy con thường thường mấy con này nó không có đèn, mà con này nó có luôn. Đó, ngon lành ha. Đó, cái này thường thường nó không có chữ, là cái này là mấy ông Mỹ á, mấy ông châu Âu, mấy ông có cái chữ tiếng Anh này nè. Thì con này là boss Nhật nha anh em, chứ không phải China nha. Sức 2000 lẻ nè, không biết lẻ mấy nè. Đó, 12V ha. Đó, dòng của nó là 3000 gì, cái này không phải dòng mà cái này nó ghi cái gì ạ. Thì nói chung con này là nó xài ok nha anh em, 12V đó. Thì hôm trước có ông điện em nói là không biết cái vỏ pin nó để có vừa 6 xe hay không. Em nói là vừa nha anh em. Còn nếu mà anh em chắc ăn nữa thì cái này là cái vỏ zin nó này, em tính để cho anh em về kích lên xài nó được không, bị em thấy nó mới quá. Đó. Nếu mà không thích thì lấy cái vỏ này. Lấy cái vỏ cao hơn xíu. Đó, lấy vỏ cao hơn xíu thì nó có cái phần này, nó phần nhựa này nó bể chút nha anh em. Thì cái phần này là mình hoàn toàn không có xài, xài chủ yếu là âm dương hai chân này thôi. Thì cái phiên có phía sau này mình không có xài, thì chọt vô cũng vẫn vừa nha. Đó, thì đế nó cao hơn chút, cái này là pin 3 chấm, còn cái này là pin nó hình như 2 chấm, như trên nó làm thấp xíu. Pin của nó là nó để là Malaysia nè, Niken ha. Pin này nó không có mạch Niken nè, nó không có mạch nha anh em. Đó, pin này chắc 2 chấm, dung lượng nó 2 chấm cho nên nó làm thấp hơn cái này xíu. Thì muốn lấy cái nào lấy, em cũng ok cho anh em hết luôn ha. Thì chủ yếu là em muốn zin của nó là nó dày. À, muốn lấy vỏ kia lấy tùy tùy chọn ha. Em cũng để đồng giá luôn, lấy cái nào lấy. Rồi số 6 giá 500. Số 7 thì con Ryobi tem màu đỏ đây. 1226 có đèn, có 2 cấp nhanh chậm, có điều tốc, có thắng thiết, có đầy đủ hết. Rồi, hình thức bên ngoài nó vậy anh em, thang máy, vỏ pin. Có cái nhanh em làm nhanh chút nha. Đó, điều tốc, đảo chiều, đèn đốt nè. Ok ha. Đảo chiều. Ok luôn. Nhanh chậm, đẩy lên đây là lao ha, cản cò. Bên đây, cao su còn liền lạc ha. Rồi, thang máy, vỏ pin. Motor còn sáng tròn luôn. Con này là xài gia đình là ok. Thoải mái. Con này máy pin sạc này, con này đâu có nhiều tiền, nó có to, có 850k thôi. Máy pin sạc. Đó, thang máy, vỏ pin vậy thì nó là 450. Con số 8. Con số 8 là một con Hitachi. Hitachi hôm trước còn lại thì em cũng để 550 mà em giảm 500. Cũng như là lấy hoàn vốn ra là em đi lấy hàng mới nữa nè. Thì anh em mà có nhu cầu thì cứ gì alo em ha.
thì máy thì bao zin, không thay thế bất cứ gì hết. Đây, điều tốc DMG2 nè, đảo chiều, máy chạy êm ru ha. Test búa cho anh em luôn, rất là ok ha, bao mạnh luôn. Thì con này thì nói chung so bì là so với 12 thôi nha anh em. Anh em lấy con này mà so với ông 18V của Trung Quốc hoặc là 14V của mấy ông Makita thì là thua nghe. Rồi, thân máy do pin con này đó, có móc treo đầy đủ, cao su liền lạc Hitachi VH12DM2 đó, cao su còn liền lạc, bên kia bị chóc tem thôi. Con này có tem cái đẹp lắm, vệ sinh là đẹp, đi tắm đẹp luôn. Rồi con này số 8 giá 500, anh em nào điện nhanh thì còn ha, chậm thì hết nha. Rồi tiếp theo là một con Nati Yunnan 15W6, mã của nó là 6230, mô tơ còn sáng ha. Thì con này có tay cầm luôn ha. Đó, 15W6 này mình đóng 8 cell anh em, vỏ này đóng 8 cell hoàn toàn ok nha. 8 cell, 8 cell thì đóng vừa luôn, mặt miết đồ vừa hết. Rồi test con này luôn, test bằng nguồn 12 nha anh em. 12 thì nó không có đúng sức đó, chưa hết sức của nó đâu, tem thì chóc ha. Rồi điều tốc đảo chiều, đây cấp là đang cấp chậm, chỉnh qua cấp nhanh. Đảo chiều, cái này cái tay cầm anh em, bởi vì nó con này nó khỏe cho nên nó phải có tay cầm chịu lực tiếp mới được, nó cũng hơi nặng hơn mấy con kia vì nó là 15.6. Đây tem bên đây còn ha, tem bên đây mất, nó không phải mất mà nó chạy xước. Rồi con này em có vệ sinh rồi nha, hôm trước nó kẹt than, có vệ sinh rồi. Thì con này hôm trước em bán 700 thì em sẽ hạ xuống 50, còn lại là 650. Thân máy vỏ pin. Tiếp theo là một con Hitachi 12V ha, DM2 12V, dòng nó 3350 đến 1200 dòng phút. Đó, cao su bị cắn ở đây ha. Cao su này là cao su mềm nha anh em. Cái này nó vẫn còn dơ, về anh em cái này có xăng anh em chà cái là nó hết dơ ngay. Cái này là nó có cái móc treo luôn ha, đèn thì nó hết pin này. Đó, thì thân máy vỏ pin cho anh em xài. Thì anh em muốn lấy vỏ cao thì em đưa vỏ cao thôi, còn vỏ lùng thì đưa vỏ lùng, tại vì em để cái này cho nó vững, cho test máy cho anh em thôi. Thì giờ test máy cho anh em xem ha. Điều tốc đảo chiều, qua chức năng chậm đảo chiều, con này đầu kẹp autolock 13 ly nghe anh em. Đó, cái này nó hơi dơ chốc chốc chút xíu ha. Đây con sao em quay cố gắng em soi kỹ cho anh em, lúc anh em nhận hàng là ok nha, y như trên clip. Nếu mà không phải giống, không nếu mà mở hàng ra không giống như clip một đền hai nha anh em, trừ trường hợp như là em giao lộn, em chốt hàng lộn thì em giao lộn thì em sẽ đổi lại cho anh em nha. Còn trường hợp mà nếu anh em nhận hàng cứ yên tâm mà nhận, đừng có sợ em tráo đổi hay là giao máy pin mà không giao, mà giao cái này cái nọ lấy tiền anh em là không có nha. Bao nếu anh em mở ra không phải hàng như clip là một đền hai nha, không thay thế. Cái nào em thay thế là em nói thay thế, còn không thay thế là không thay thế ha. Khi anh em mà những cái con máy mà em đăng trên clip như thế này thì lúc anh em nhận hàng là y như thế này, không thay đổi bất cứ chi tiết gì hết ha. Rồi con số 10 giá 500, Hitachi 12V, đầu kẹp 13 ly, đầu không gơ lắc luôn, đầu cứng luôn ha. Đó, đầu cứng. Đó, đầu ngon lành ha. Điều tốc thắng thiết ok, đầy đủ hết. Rồi thân máy do pin, muốn lấy pin cao lấy, muốn lùng lấy.
thì giá con này sẽ là 500. Tiếp theo là một con dòng DM. Đây, Hitachi ha. Này 14V anh em, tại vì em mượn cái gió pin 12 để cho nó đứng thôi. Đây, nó là 14V. Còn mỗi số 14 thôi. Chứ tem tiết nó chạy hết rồi. Hitachi. Đó, 14, DC14V4 ha. Rồi, con này đã được em vệ sinh. Thì lúc nó về là nó bị kẹt thang thì em có tháo ra em vệ sinh. Chỉ là vệ sinh làm sạch lại thôi cho nó trơn tru nó chạy thôi chứ còn không có gì hết, không có thay đổi cháo chở gì hết. Đây, điều tốc. Đảo chiều. Đang test nguồn 12 nha anh em. Thì tháo ra vệ sinh thì em sẵn đó em sẽ tra cho nó tí mở, làm sạch cái phần búa của nó, tra mở mới vô cho anh em rồi. Máy chạy nghe anh em nghe nè. Đảo chiều. Thì lúc đó em thay thang cho nó luôn rồi nha. Tại vì thang của nó còn có chút xíu à. Thì về anh em xài không bao lâu thì nó sẽ hết thang thì thôi thôi em thay luôn cặp thang mới cho anh em. Nhưng mà không tính tiền. Thì giá con này giá là thân máy 650k nha. Thân máy như vậy thôi nha. Thì anh em có bỏ pin thì để vô xài, còn nếu mà không có thì không có cái vỏ pin của nó thì một cách khác nữa thì em có cái em có mua phần đế chuyển này đó, chuyển vô xài chung với Makita. Thì cái này em mua 150 thì em bán cho anh em 150 mua dùm để mà xài thằng này đút vô ha. Đó, đút vô cái anh em trượt cái vỏ Makita vô là xong. Thì cái phần âm dương nó đã chỉnh sửa cho anh em rồi, chỉ là chọt vỏ Makita vô là xong. Giống vậy đây, đây em có vỏ Makita ha, chọt vô đó. Thấy không? Nó có hơi xấu xíu nhưng mà nó xài chung pin cho anh em khỏi đóng pin, khỏi đóng pin. Nếu có Makita thì anh em xài ha. Đây. Đảo chiều. Đó. Anh em thấy không? Cũng khá là ok chứ không tính nổi xấu ha. Cái này mua 150.000 anh em, cái đế này không là in 3D 150.000. Đó. Thì anh em không xài nữa là tháo ra. Rồi cái này không xài nữa, đè cái này vô cút ra. Cách là vậy nha anh em. Đó, rồi tạm thời em qua nó ha. 650 thân máy nha anh em. Rồi, tiếp theo là con bolet. Con bolet decker này ông kia ông chốt rồi mà ông kêu đợi chuyển tiền xong rồi ông không chuyển thôi. Anh đó có gặp clip này điện thoại cho em nha. Còn nếu không điện thoại thì em bán. Đó, con này còn khá là mới luôn. Mít ton luôn ha. Đó, bolet decker, thân máy, vỏ pin, hình thức nó bên ngoài như vậy. Thì clip trước em có bán, em có đăng lên cho anh em rồi đó. Thì bây giờ cũng vẫn test lại bình thường cho các chú các bác mình xem sao thì cũng biết được ha. Rồi, cực âm nằm giữa nha anh em. Điều tốc. Đảo chiều. Con này chưa bung nha. Đây, đèn, tắt đèn, báo pin. Báo pin báo biết rồi nè. Đó. Thì cái này là cũng mang tính hình thức trang trí thôi anh em, chứ không có chính xác đâu. Chỉ có pin zin của nó mới chính xác thôi. Mình đổ lên ly ông thì nó không chính xác đâu. Rồi, con này thân máy vô pin. Bao mạnh luôn, bao khỏe luôn. Con này là để em quên nữa, test lực búa cho anh em xem nè. Tại vì hôm trước cũng có test rồi. Ông kia cũng chốt rồi, xong rồi ông nói ông chuyển xong rồi ông không chuyển ông đính tin luôn. Ví dụ không chuyển thì anh em điện cho em hủy đơn để em bán cho người khác, người ta hỏi em quá trời mà em cứ nói là hết hàng, xong thì anh em cũng không nhận luôn. Đó. Vuột cái này luôn. Nó mạnh ghê lắm. Thì con này là xài việc gia đình là ok rồi. Đảo chiều. Bao phê luôn. Rồi, thân máy do pin. Zin luôn toàn bộ. Thì em bán con này với giá là 512V ha. Ủa 480 số 12 480k. Rồi tiếp theo.